Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sarah VIP. Thì hôm nay thì mình sẽ review chiếc xe touring Mede Rogue 90. Thì hiếm khi có một chiếc touring mà có thêm cả được trang bị thêm cả phược nhún, thêm phược giảm sóc. Với tổng phân khúc từ 7 đến 8 triệu thì các bạn đã sở hữu được một chiếc xe như này. Là bánh touring đường phố và có phuộc giảm sóc và cấu hình cũng rất là cao. Thì về phần khung sườn của xe được làm từ hợp kim nhôm cao cấp, cho đến khung xe là 46, phù hợp cho các bạn nào cao từ 1m6 cho đến 1m8. Về phần trang bị tay đề số Shimano 3 đĩa và 8 líp. Cổ xe thì được trang bị cổ đa năng này, có thể cho cao thấp tùy thích. Phuộc giảm sóc và lò xo. Vành lốp xe lốp Mede lốp 700 nhân 32C, phanh thì phanh đĩa trước sau này, khá an toàn khi các bạn di chuyển trên đường. Mirror thì có mở khóa nhanh này, trục mở khóa nhanh này, bi bạc đạn này, nan hoa đen cũng rất là mới mẻ và đẹp. Còn phần tăng tốc trước của Shimano Touring này rất là chắc chắn. Đùi đĩa 3 tầng và ổ trục cốt vuông, xích líp 8 tầng, líp trắng này. Tăng tốc sau của Shimano Touring này. Chiếc xe này thì nhìn khá là đẹp và cao. Bánh 700 và size khung 46, nhìn rất là thoáng xe. Nếu các bạn nào muốn sở hữu chiếc xe này với phân khúc trong túi tiền của mình tầm từ 7-8 triệu thì có thể liên hệ tới shop để shop tư vấn cho dòng xe Mede Rogue 90 này. Hoặc các bạn muốn đặt hàng thì có thể liên hệ tới số hotline 0964005166. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.